chào tất cả bà con. Chiều hôm nay em lại quay trở lại với livestream của trại cá giống Trường Phát và chuẩn bị quay cho bà con tiếp tục, đó là quy trình xuất nhận chú cá bớp. Và ngày hôm nay có một điều rất là đặc biệt, đó là em like cho bà con xem những chú cá bớp đang đạt size trung bình trên 20cm đấy ạ. Bà con nào đang cân những chú cá bớp size lớn này, hãy vào livestream cùng với em bà con nhé, để nhìn xem những chú cá bớp lớn được trại cá giống Trường Phát ương như thế nào. Và bà con nào cân những chú cá này có thể gọi cho em để đặt hàng đấy ạ. Và hiện tại em đang đứng ở đây là cơ sở 3 của trại đấy ạ. Và đây chỉ là chiếc xe tải mà ngày hôm nay đảm nhận khâu lên hàng đấy ạ. Tài xế ở bên em đang kiểm tra lại oxy cũng như nhiệt độ nước trước khi lên hàng để đảm bảo cho những chú cá thịt khỏe đẹp đấy ạ. Còn bây giờ thì để bà con có thể nhìn cận cảnh và rõ nét hơn những chú cá bớp size lớn này như thế nào, thì em sẽ dẫn bà con ra tận các lồng ương cá để bà con mình có thể nhìn rõ nét hơn và cùng quan sát những chú cá bớp này nhé. Thưa bà con, đây chính là cung đường đi ra ao đang ương cá bớp đấy ạ. Tại đây chính là bà con tiện gần ra những lồng cá để bà con mình được quan sát một cách kỹ hơn những chú cá này. Bà con có thấy không, đang xa xa kia ở ngoài khu vực ao ba chính là nơi đang ương những chú cá bớp lai này, và các anh kỹ thuật ở bên em đang thun những lồng cá chuẩn bị cho cá lên xe đấy ạ. Hôm nay em lai cho bà con là những chú cá bớp đạt size trung bình trên 20cm. Đây là size cá rất là lớn mà bà con đã đặt hàng bên em để trại ương lên. Khi đạt size kích cỡ thì sẽ xuất về cho bà con mình đấy ạ. Đây, các anh kỹ thuật đang chuẩn bị cho khâu lên hàng đấy bà con ạ. Bà con nào mà muốn chuẩn bị thả những chú cá bớp size lớn này thì hãy vào livestream của em để cùng ngắm những chú cá này nhé. Bây giờ em sẽ dẫn bà con xuống tận lồng cá để xem các anh kỹ thuật sẽ lên cá như thế nào. Thì hiện dẫn đến bà con đến lồng cá mà ngày hôm nay được xuất đi đấy ạ. Đây, các anh kỹ thuật đang thun những lồng cá lại để xuất những chú cá này lên khu vực ở trên kia, nơi mà lúc nãy em bắt đầu livestream đó ạ. Khách hàng bên em gọi đặt hàng làm theo yêu cầu khi ương những chú cá này đạt size trung bình trên 20cm, trại sẽ bắt đầu xuất đưa những con giống này về với ao lồng của bà con đấy ạ. Chuẩn bị thả cá bớp, đặc biệt là đang rất yêu thích những chú cá bớp size cá lớn này, thì hãy vào livestream của em để cùng ngắm nhìn những chú cá này bà con nhé. Đây, đây là những lồng cá mà từ bây giờ trở đi đấy ạ. Thank you.
cả bợp nay lên Nam khu vực xe tải đảm nhận khâu di chuyển những chú cá từ trại cá giống Trường Phát về với ao lòng của bà. Và đây là lòng cá đầu tiên của chuyến hàng ngày hôm nay ạ. Giống có đầy đủ tất cả các size mà ba kích cỡ khác nhau, nên bà con đang canh những chú cá bớp thuộc size nào cứ nhắc máy gọi điện thoại cho em bà con nhé, để em được tư vấn và đưa đến cho bà con của mình những con giống mà bà con đang canh ạ. Giống size lớn như thế này thì hãy gọi điện thoại cho em bà con nhé. Bên em nhận đặt làm theo yêu cầu đấy ạ. Nên hiện size cá nào trại cũng đang có cá. Bà con cứ nhấc máy gọi điện thoại để em được tư vấn cho bà con ạ. Kỹ thuật đang di chuyển những chú cá bớp từ lòng lên xe tải đấy ạ. Bà con hãy cùng quan sát trực tiếp những con giống này ạ. Những chú cá bớp size rất là lớn đấy ạ. Đây là những chú cá mà khách hàng đã đặt làm ở bên em đấy ạ. Thì theo yêu cầu của khách hàng, cứ ươm cá lên đạt 20 cm thì bên em sẽ bắt đầu xuất về cho bà con ạ. Thấy không, những chú cá bớp size kích cỡ rất là lớn và rất là đồng đều đấy ạ. Được ương dưỡng tại trại cá giống Trường Phát, cuối cùng những chú cá này cũng đã được di chuyển về với những người chủ của mình, những ao lòng mà sẽ nuôi chúng từ bây giờ đến khi chúng trưởng thành ạ. Bà con hãy cùng xem nhé. Ở Khánh Hòa chuẩn bị mưa rồi đấy.
trước khi em vào thì bà con nào chưa kịp nhìn trực tiếp những con giống này hãy vào livestream của em ngay nhé, để cùng nhìn cận cảnh lại những chú cá bớp này trước khi em vào khu vực xuất hàng ở trong kia ạ. Livestream cùng với em bà con nhé. Em đang quay cho bà con đó là quy trình xếp nhận chú cá bớp đạt size trung bình trên 20 cm đấy ạ. Đây là size cá rất là lớn mà bà con đã đặt hàng ở bên em. Bây giờ em sẽ dẫn bà con vào khu vực mà chiếc xe tải đang đậu ở trong kia để xem khâu cuối cùng của lên hàng trước khi trời mưa bà con nhé. Đây, em đã tiến gần hơn với chiếc xe tải ngày hôm nay rồi đấy ạ. Đây chính là khâu cuối hàng cuối cùng của một khâu xuất hàng đấy ạ. Chiếc xe mà xe tải này sẽ đảm nhận khâu rất là quan trọng, đó là đảm bảo an toàn cho những chú cá từ trại cá giống Trường Phát về tận tay của bà con nông dân mình ạ. Thì đây là chiếc xe tải mà đảm nhận khâu lên hàng ngày hôm nay bà con nhé. Thì trên xe này cũng có số điện thoại của trại đấy ạ. Bà con nào muốn đặt hàng hãy nhấc máy gọi điện thoại cho em qua số 0978182243 bà con nhé. Và địa chỉ của trại đó là thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đây chính là khâu cuối cùng, đó là những chú cá bớp được đưa từ ngoài khu vực ương vào chiếc xe tải này ạ. Còn đây chỉ là những bồn chứa, thì những bồn chứa này chứa nước và sục oxy sẵn, nhiệt độ phù hợp để cho những chú cá khỏe, đẹp, an toàn từ bây giờ đến khi giao về tận tay của bà con mình ạ. Đây là những chú cá bớp sẽ được đưa vào các bồn chứa rồi đấy ạ. Thì đó là toàn bộ khâu các khâu lên hàng của chuyến hàng ngày hôm nay rồi nhé. Bà con nào trong buổi chiều hôm nay vẫn chưa trực tiếp nhìn thấy cận cảnh những chú cá bớp size kích cỡ lớn này, có thể xem lại sau khi em kết thúc livestream bà con nhé. Hôm nay em đã quay cho bà con đó là xuất những chú mệt rồi đấy ạ. À.
Thì bà con nào đặt hàng cứ nhấc máy gọi điện thoại cho em qua số điện thoại 0978182284 để em có thể tư vấn và đưa đến cho bà con mình những con giống mà bà con đang cày nè. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những buổi livestream tiếp theo nhé.